lộ diện phong nét gần 10 tỷ siêu hoành tráng của bình luận viên Văn Tùng và Hà Tiểu Phu. Cuối tháng 8 vừa qua, Bowen Cham Olaf Hà Tiểu Phu đã thông tin trên fanpage anh và bình luận viên Văn Tùng sẽ cùng nhau thực hiện một dự án trong thời gian tới. Kèm theo đó là tấm ảnh chụp tại địa chỉ 125-2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, nơi từng là đại bản doanh của team SPTC, phòng Net Kingdom Next Gen do anh Ba Tú, một thành viên chủ chốt trong SPTC quản lý. Đã có rất nhiều nhân vật tích xanh đang hoạt động trong lĩnh vực streamer chia vui cùng Văn Tùng, Hà Tiểu Phu như Hiếu Lơ Blanc, Warzone. Cộng đồng thì có dịp bàn luận sôi nổi và nhắc nhớ về kỷ niệm xưa tại địa chỉ này. Thời gian sau, Hà Tiểu Phu và Văn Tùng tiếp tục tung những hình ảnh thiết kế 3D của Game Home Hòa Hưng. Độ hoành tráng và quy mô của nơi đây khiến cộng đồng phải xôn xao. Game thủ tới tấp tác đồng đội để loan tin và chờ ngày tập hợp chinh chiến. Nhiều streamer game thủ còn hài hước rủ nhau ứng tuyển, xin chân giữ xe, phục vụ ở đây. Ai cũng hóng chờ ngày khai trương của Game Home để có thể cùng anh em chiến hữu chém gió và giao lưu kỹ năng. Bình luận viên Văn Tùng cũng chia sẻ. Tùng và Hà mong muốn Game Home Hòa Hưng sẽ có thể trở thành nơi tổ chức các giải đấu eSports quy mô vừa và nhỏ, tạo thêm sân chơi cho cộng đồng game thủ miền Nam. Bình luận viên sinh năm 95 còn hứa hẹn sẽ lôi kéo những đồng nghiệp ở VTV đến tham gia bình luận các giải đấu tại Game Home Hòa Hưng, cũng như bình luận trực tiếp các giải đấu lớn trong và ngoài nước ngay tại đây. Hiện nay, Game Home Hòa Hưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị ra mắt vào ngày 8 tháng 10 tới.